Ngày 16 tháng 3, tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết, đội thanh tra chuyên ngành thủy sản sông Đốc thuộc đơn vị này vừa phát hiện một vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy định gắn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Theo đó thì có một tàu cá đã giấu 10 thiết bị giám sát hành trình khi mà tàu đang hoạt động trên biển. Vào lúc 3 giờ ngày 15 tháng 3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tọa độ 9010 Bắc 104023 Đông thuộc vùng lộng biển Cà Mau, lực lượng chức năng phát hiện tàu câu mực mang biển kiểm soát CM91772TS có dấu hiệu khả nghi. Tàu do ông Trần Phước Nghiệm sinh năm 1990 ngụ tại địa phương làm thuyền trưởng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu cá có đến 10 thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền dẫn giải tàu cá nêu trên về cửa biển sông Đốc. Kết quả làm việc bước đầu, thuyền trưởng khai báo và thừa nhận có tiếp nhận 10 thiết bị giám sát hành trình tàu cá, trong đó có 7 thiết bị VMS đã được lắp cho tàu cá tỉnh Cà Mau và 3 thiết bị đã được lắp trên tàu cá tỉnh Kiên Giang. Vụ việc đang được Chi cục Thủy sản Cà Mau phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.